Hi, chào mọi người, có một cái video cho mọi người xem này. Video này khá là đáng xem nha. Mọi người xem nghe cái kỹ rồi mua nha. Nó đáng để mua chứ không phải là không đáng. Đầu tiên là đây. Mấy con máy này là nó thiết kế y chang cái con Hu 137 luôn nha. Nó mã là 3007 này. Mã 3007 này. Nên là tất cả mọi phụ tùng nó như là Hu 137 luôn. Thì biết vì sao là em nói con máy này là rất là ok ha. Con này thì có đầy đủ lửa này. Thì cái bộ hơi của nó rất là đẹp nha. Chế đồ là y chang chế Hu luôn ha. Bộ hơi của nó, cái bộ hơi của nó là em nói tới này, bộ hơi của nó là còn văng ngang luôn nha mọi người. Đó, mọi người xem không, bộ hơi còn nó quăng ngang luôn, bộ hơi nó đẹp lắm, nói chung bộ hơi nó rất đẹp, ha, bộ hơi nó rất đẹp, lọc máy rất đẹp. Thì con này thì nó có những thế này ha, về nồng lửa chế đồ này kia thì nó y chang Hu, mọi thứ nó đang y chang Hu luôn. Nhưng đây này, cái con này thì mọi người đừng có để mà dọn lên nha, tại vì nó cái vỏ nó hơi xấu, nó một hơi một màu xấu á. Thì em có một cái con Hu 142 mọi người, một con Hu 142. Đây, một con Hu 142, nó còn ốp lam rất là đẹp. Bình xăng luôn nha. Thì bình xăng zin của nó đây mọi người, bình xăng zin của nó thì em đã xử lý cái dây xăng rồi. Cái dây zin của nó thì nó bị mục thì em đã xử lý dây xăng rồi. Này về chỉ cần lấy cái nắp này gắn vào cái nắp này. Rồi, ống xăng này gắn vô bình xăng con. À, cái nắp 142 này, à, cái nắp 40cc. Thì để cho mọi người gắn vô cho nó đẹp thôi nha. Rồi, 142, quá đẹp mọi người ơi. Như mới luôn. Này, lọc máy. Đây mọi người, chế này mọi người, chế quan rồi luôn ha. Chế quan rồi, chế zin luôn á, chế đẹp đấy. Đó. Mọi thứ rất là ok, còn khá là ok. Nhưng mà cái con này. Này con này nè mọi người, cục lửa vẫn còn nha, cục lửa vẫn còn. Thì con này nó bị xước nòng rồi, bị xước piston rồi. Xem cho kỹ nghe, cho kỹ nha. Đây nó bị xước trái rồi nè. Nó bị xước trái. Dên thì vẫn còn đẹp. Dên thì vẫn còn đẹp, xước trái. Nòng nó cũng xước rồi mọi người. Nòng nó cũng xước rồi. Nòng nó cũng xước rồi. Đó. Nói chung anh em xem hiểu thì mua nha. Đây. Thì cái lốc của nó đây, cái lốc của nó mọi người xem cái lốc này, lốc cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì mọi người nè, mở cái nguyên cái bộ này. Nè, lật ốp xuống. Đây. Tháo cái bình xăng lật ốp xuống, mở bốn con ốc của bộ nòng này, bộ hơi này để gắn vô cái này ha, để gắn vô cái này để cho nó đẹp nha. Nè. Một hai. Bơm nhớt đồ vẫn còn á mọi người ha. Thì nói chung là mình chuyển cái bộ ruột của con này qua cái con này để cho nó đẹp ha. Cái này là cái đế này. Đó. Cái này không cần dùng lại đâu, cái này thì để sau này mình dùng đi, cái cục này thì để sau này mình dùng đi. Mình chuyển nguyên cái cục này, chuyển hết từ đế lên bỏ qua bên này nha. Ốc rồi này, vô lăng rồi này, gắn bên này. Okay. Nói chung là mọi thứ nó ok luôn. Bô đây nha mọi người, bô đây à, bô đầy đủ. À, bộ đầy đủ. Đây, ốp ngang. Nói chung cái vỏ của nó đẹp quá mày. À, cái này là cổ xăng.
gần cái cổ sưng, chỗ cái cổ sưng là như cái miếng này này, như cái miếng này. Ok, cái này là cái nằm ở trong cái bô này, cái này nằm trong cái bô đây. Đây là chuông của nó, đây chuông của nó còn ok ha, chuông của nó. Cái này là cái bô côn ha, bô côn đầy đủ luôn, đẹp luôn. Ok, rồi ok, ốc ác đầy đủ này mọi người xem nha, cái vỏ rất đẹp đó, vỏ nó nếu mà vỏ nó lắp vô hết thì con máy đẹp lắm, nhưng mà nó chết cái nó chết cái bộ hơi á, nó chết cái bộ hơi nên là em tháo ra, em định bán phụ tùng nhưng mà thôi thì em bán nguyên như thế này cả cái cục này luôn, về lấy cái cục hơi này gắn vô để mình dọn lên thành con máy đẹp 37cc. Thì nguyên đóng này luôn nha, cái đầu này đây, nguyên nó luôn là 1,5 triệu nha mọi người ha, 1,5 triệu nha, 1,5 triệu không có bao ship nha. Em nói là đáng mua tại vì đã lắm mọi người, đẹp lắm, nói chung con hưu này nhìn đẹp lắm. Vậy qua là nó xước trái, xước bê tông rồi, xước bộ hơi nó hư thôi. Đó. Về lấy bộ hơi, nghiêng cái bộ hơi luôn nha. Tháo nghiêng cái lóc ở dưới rồi luôn. Dễ tháo lắm, mấy cái loại này dễ tháo lắm. Tháo nghiêng qua, bỏ qua bên này. À. Tại vì nếu mình đỡ như thế này, mình lấy cái ốp này nè. À, cái ốp này chụp lên đây. Đó, vẫn được. Nhưng mà cái lóc này nè mọi người, cái lóc này nó màu nó không có đẹp. Mình bỏ qua cái lóc này màu màu cho nó tươi. Rồi, ok, đầy đủ ha. Nè, bình xăng lấy bình xăng này dùng cho nó đẹp nè, mà bình xăng này em xử lý rồi nha, xử lý ống xăng mới rồi. Về chỉ việc gắn ống xăng vô thôi. Về chỉ việc kéo lên rồi cắt tới cái đoạn cái bình xăng con cắt ra. Ok. 1,5 triệu cho cái cục hai cái đống này nha, sống nha, này là máy sống, chỉ có cái này là nó chết thôi. Mình có được hai cục lửa nha mọi người, có được hai cục lửa rồi, ai mua thì chốt thôi, cái này thì dùng gia đình phá sướng rồi. 1,5 triệu cho cái đống này nha, tại vì em làm biến thôi chứ em mở ra một ngồi một tí là mở được cái này lắp ở đây liền là xong ngay luôn, chỉ cần gắn ốp rồi vô lại thôi, ngồi nửa tiếng, ai chưa biết nghề thì ngồi một tiếng là xong ngay. Rồi chào mọi người nha.